Vâng, xin chào anh Minh, chị là anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho mọi người biết không? Chào chị. Tôi là Minh. Tôi là nhân viên công ty Samsung. Tôi đang học tiếng Việt ở Sài Gòn. Tôi đã học bài tháng rồi. Nhưng mà theo tôi tiếng Việt càng ngày càng khó hơn. Nhưng mà tôi có nhiều đặc biệt với bà đọc. Dạ tốt. Dạ. Tôi đang học tiếng Việt với hai cô giáo. Dạ. Một cô giáo là cô Thảo và cô Huyền. Dạ. Mặc dù tôi gặp khó khăn, nhưng mà hai cô giáo dạy tiếng Việt rất dễ cho chúng tôi. Dạ. Nên tôi có thể cô lên học tiếng Việt rất dễ. Dạ. Tôi muốn tìm về và học thêm về tất cả mọi thứ của Việt Nam. Thỉnh thoảng tôi hơi điên cho cô tổ thầy cô. Tôi biết thầy cô lớp vân vân vô công việc của cô. Nhưng mà cô giáo luôn đứng đầu cô giáo cũng cố gắng dạy văn hóa lịch sử xã hội và sau kinh tế và chính trị. Tôi rất cảm ơn nhiều cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh về thời gian cho.